Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị về công tác kiểm tra giám sát của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố. Công tác kiểm tra giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trong hoạt động tín dụng tại địa phương. Năm 2021, số xã phường đã được kiểm tra là 224 lượt, 224 tổ dân phố, thôn, 267 tổ tiết kiệm vay vốn và 816 hộ vay. Năm 2022, hoạt động giám sát cũng tiếp tục được thực hiện thường xuyên, đúng định kỳ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. Hiện quy mô tín dụng trên địa bàn Đà Nẵng đạt 3.730 tỷ đồng, dư nợ bình quân mỗi xã phường đạt 66,6 tỷ đồng, cao nhất trên cả nước. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5% trên tổng dư nợ, trong đó có 23 xã phường không có nợ quá hạn trên 95% tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp tốt, không có tổ tiết kiệm và vay vốn yếu kém. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, các Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường và thành viên ban đại diện quận huyện đã làm tốt vai trò của mình, qua đó góp phần đưa hoạt động, tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, thực hiện thành công các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực lưu ý, trong hai năm 2022 -2023, trung ương có chủ trương hỗ trợ lãi suất theo nghị định số 36, nên các chủ tịch xã phường và thành viên ban đại diện tăng cường phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục triển khai nhằm sớm đưa chính sách đến với các đối tượng đang cần được hỗ trợ tiếp tục công tác thu hồi nợ không để nợ quá hạn nợ xấu phát sinh trong đó vai trò giám sát quản lý của người đứng đầu chính quyền cơ sở rất quan trọng về khoản nợ hơn 4 tỷ đồng của các đối tượng bán nhà rời khỏi nơi cư trú Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi để thu hồi vốn, mặt khác tổng hợp các vướng mắc để trình trung ương có cơ chế xoan hợp. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp để xử lý thu hồi nợ.